Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về điều động và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Ban thường vụ thành ủy điều động ông Nguyễn Văn Duy, phó trưởng phòng phòng khoa giáo văn xã thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đến nhận công tác tại quận Hải Châu và bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hải Châu nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 5 năm Tại buổi công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, đồng thời tin tưởng trên cương vị mới đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của quận Hải Châu.